Ok, hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình nha. Hello các bạn. Hello các bạn. Hôm nay các bạn ơi, mình có một cái cuộc thi gọi là tỷ thí, gọi là thử thách ăn bánh bao. Đây là hai thánh ăn nhà mình. Và hiện tại thì ở đây mình có 10 cái bánh bao, 10 cái bánh bao trắng, nói chung là mỗi bên 10 cái nha các bạn. Thì mình sẽ thử thách để coi ai sẽ là người ăn hết 10 cái bánh bao tôi rồi, nhanh nhất. Tôi rồi, thách hết thì giải thưởng sẽ là 200k nha các bạn, chứ không có nhiều. Ê, giờ ông ra thời gian đi, 1 phút ăn hết 10 cái đi. Ê, cho nhanh chứ làm mất thời gian tôi lắm bơi. Gặp nội này ông ăn chậm lắm. Ai nói nghe là hàng bay tới hai cái quan tài là tao không đủ tiền. Wow, cũng nói được rồi. Rồi, từ từ đừng có nôn nóng. Sao mà nôn nóng ăn dữ vậy hả? Và trước khi ăn thì bây giờ mình sẽ phỏng vấn coi hai bên là có bên nào gọi là có cái gáy gì không? 20 cái thì còn ăn được. Anh nghĩ sao về 10 cái bánh bao này? Thấy nó quá ít, 200 cái. Ok, nói chung là nhà mình được cái là có hai thánh nổ lựu đạn. Nó cũng xuất phát từ mình thôi, chắc là nó đạp phân của mình. Đây, 200k đây, người nào thắng là sẽ lấy 200k luôn, đúng không? Đó, ok chưa? Và để cổ vũ tinh thần cho hai thí sinh thì các bạn hãy nhớ like, share và chia sẻ lên Facebook, Zalo cho bạn bè cùng xem nha các bạn ơi. Và cuộc thi chính thức bắt đầu. Ở dưới đây em, anh chắc em chưa? Ý, sao mới giấy lộn dưới đây luôn mà. 10 cái nha, mỗi bên 10 cái nha bạn. Có 10 cái chứ nhiều đâu. Đây, mình đếm đàng hoàng nha các bạn ơi. Đây. Nè, 1. Cầm đi ăn đi. Okay. Rồi, hai thằng ăn đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nha các bạn. Đó, không có thiên vị ở đây, bên đây luôn. Đó, 2, 4, wow. 6, 8, 10 nha các bạn. Đó, thế bình thường ơi, chậm gạp thôi. Nói chung là ba cái đầu quỷ này hút cái một à. Nhanh em. Cũng ngon như vậy. Chắc tôi ngủ một giấc quá. Sao em? Ngon. Ok em. Mình chắc mình phải đợi nó ăn cả 5 cái rồi mới ăn. Có giám khảo không? Cho nước không mà giám khảo? Không nha. Ăn thôi. Có nước luôn, có nước. Uống nước no lắm con. Sao không ăn chợ? Thì chắc nó ăn trước mà. Để ăn đi. Để ăn chợ. Phải. Ông đừng nói vậy. Rồi, ok ok. Ông Linh giờ nó ăn nữa cái ông xem qua lại hết cái này cũng đó. Rồi em mày. Đù quá. Đầu vô đây té thử cái này có gì các bạn. Đu hai trứng luôn mày ơi, phải đồng đều vậy chứ. Ăn giấy được không ta? Ăn trứng mai có cái trứng lòng thầm. Bánh bao mặn, ngọt ngon. Đó, có nước nha, có nước nha. Quá lạ. Gái này mỏng miệng quá. Bỏ mấy sợi xin tốt xay rồi uống vậy nha. Mấy mốt lần người ăn tạo mua mấy cái bự. Thấy không? Giờ mày ăn cái một. Ăn nhiều cá mỏi ăn quá. Được. Kết cả bánh bao nữa. Cũng ngon. Quá rồi. Ờ, có nước đàng hoàng nha. Đây gót luôn. Ờ, cứ ăn mạnh vô. Ông bà trứng luôn bà. Trứng dưới bà. Nè bà. Đấm bao không hề ở đâu á. Cái màu xanh thứ em nó có gì? Ở xuống y học của mày vậy? Mày phay keo đúng không? Tôi ba trứng con mấy trứng. Ba trứng luôn hả? Ừ, hai trứng rưỡi nha, hai trứng rưỡi. Ông nội ném thiên vị vậy? Ê, tao cũng hai trứng rưỡi nha mày. Làm miếng nước. À. Đừng quay. Quanh nó lớn sáng hạng sao? Cái này. Cái hàm thiệt.
Tôi bạn nói rồi, tôi buồn bạn rồi. Ê! Mày ăn nóng đi hả? Cái hai bạn ơi. Đừng ép. Chưa ăn hết cái này, mày ăn cái thứ ba rồi. Đừng nói vậy nha, anh không phải người vậy đâu á. Chú không phải người vậy nha anh em. Nó khô khan quá. Bây giờ tôi nói với em, có gì em nói anh có anh dường cho em 200 ngàn cho em đừng có làm vậy em. Nước do mình ảo mắt nó nữa. Ê, nghe này. Hay là em ăn không em mất kìa. Ok. Có gì tôi nói cho anh dường cho 200 cho. Cứ làm vậy. Mà nó ăn rồi, nó ăn rồi, nó ăn rồi. Ok. Sao rồi? Gì vậy? Nó hồn nửa cái bẩm. Có gì hết rồi sao? Mày mất nãy hả? Nãy mày gáy mà mày. Cái này cái thứ hai nè. Ngon quá rồi. Mày ăn bữa nay mày cào dữ không? Mày cào như mấy ông nội cào hến dưới sông vậy. Tao mỏi miệng quá rồi mày không? Tại bánh bao mày là vút tóc. Trời ơi ta. Ba đang độ thằng ông mà mệt quá. Bây giờ chưa ăn xong bữa cái. Mày cũng còn 6 cái đâu nữa kìa. Ăn chậm gồ đi. Ăn chậm. 3, 4, 7 cái. Để gần một con cá cẩn. Sao rồi? Hai thí sinh này ăn như thế nào nãy giờ thấy lâu dữ ta. Bự không? Mười cái. Có chấm nước cho em không? Đâu? Chấm em. Thêm đúng không? Đây đó. Đủ. Có nước nha. Có nước đàng hoàng nha. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sao? Trời, bạn ăn hả? Đó. Nói chung là hai thí sinh coi 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ủa? Sao ăn ngang ngửa nhau vậy? Này chưa tôi lửa cái. Có 3 cái hả? Ừ. Cùi dữ trời.
ta cua lộn quá. Thôi tiếp tục ăn, tiếp tục. Giờ 3 cái hoặc 2 cái nữa em. Thôi đi, anh cho em phải cho. Thích tiền đi, Sức không? Mạnh của đồng tiền của con. Vô đây tiền không đủ tao chuyển viện luôn chứ. Trời quá lắm rồi. Vậy cổ vô ngon. Không bảo nở vô trong bụng. Sao? Còn một miếng. Khởi động chiến tranh, sao rồi, nghỉ ngơi chứ à. Hai thằng mỗi thằng quất được 5 cái rồi mày. Bây giờ chấm ăn mà nãy giờ chưa ăn xong. Gà. Nãy giờ mày làm sao mà để cho thằng Chí nó ngang bằng cái với lại cái mức của mày rồi. Kỳ con. Thằng này không biết mỗi miệng mới ngọt chứ không nổi. Có khả năng ăn tiếp nổi không? Mốt mua cho tôi cái hầm ăn chó rồi. Thắng còn ăn. Cứ ngay cứ mệt. Nhưng mà tối hai mây ăn một lúc lần thằng 5 cái cũng ok rồi đó. Giờ sao ăn nổi thôi hay không? Không nổi. Vậy sao nổi nhưng mà thằng này em đưa quá. Vậy tôi chơi chơi là không sao không? Em lỗ mà. Rồi thấy không xong rồi. Ê con căng này cũng qua nổi giờ chứ sao. 3 ngày rồi. Thường có 1 cái thôi mỗi căng thôi. Tôi thấy sớm giờ mất 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Ăn chừng nào mới xong. Ông hay quá, ông vô mà ăn cái ông bỏ không rồi. Trời ơi tao ăn một lượt 5 cái luôn. Ông ơi ăn thử cho ông 300 ngàn. Trời ơi. Hai này để coi rồi ok. Giờ thì hết xong nè. 200 ngàn nó có nào lấy hay không? Thì lấy không nữa hơn 100 ngàn luôn thôi. Không. Rồi sao? Nổi nữa không? Cho phẩm cái 2 cái nữa là đài à. Giữ ra 5 cái. Làm là phải làm hết nha. Mất thời gian nãy giờ 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. Mỗi làm hết luôn á. Sao? Mình nữa. Bây giờ anh em mình đang xả hơi mà mãi giờ ngồi thở ngỏ gì. Anh tới với em còn 5 cái, anh cũng còn 5 cái nè. À, báo nè. Anh nhìn là biết báo rồi. Mình sao rồi hả?
mấy cái à? Sao mày cứu được? Ăn gì mà vừa ăn vừa lắp ráp vậy? Cái cuối này nè. Ê, còn 4 cái nữa mà là cái cuối gì? Cái miếng cuối này nè, miếng cuối cùng của cái này nè. Ai à, thêm nước không? Ai thêm nước nha, thêm nước nha. Ông cho tôi nước là ăn vô nó nở ra, nó không chết đi. Ông dạy không sao? Đi. Trời ơi, ủa sao mẹ ngủ luôn. Ôi, ôi ôi, tới Phú Quốc à? Vậy tới nhà. Xe tới rồi, xe tới trước. Rồi, giờ sao? Có ăn được nữa không? Ăn ăn được đó nhưng mà là lâu lắm nha. Chừng nào? Nếu mà bún cái này ăn thêm 4 tiếng nữa mới xong. 6 tiếng nữa. Thôi, vậy là không được tính. Vậy quá mất thời gian các bạn ơi. Đi nha. Ban đầu là kèo gáy dữ lắm. Ê, ảo. Không được. Định khuyến khích thêm 300 ngàn, nếu mà bạn nào ăn được thì khuyến khích thêm 300 ngàn nữa. Ăn hết 4 cái này ok. Sao? Trời ơi. Gì? Em nói đâu ăn cái gì? Bữa nay coi như là thử sức chính mình đi coi. Đó giờ chưa ăn 6 cái, lần đầu ăn nên bỡ ngỡ quá. Còn sao là làm thêm nhiều hơn ơi. Bữa nay là nhường thôi. Ok, này. Tôi đang sức á. Nào rồi. Quá rồi. Rồi có mua 20 cái ăn nha. Hai thằng bèo quá bạn ơi. Chắc là bây giờ mình sẽ gọi là tạm dừng video tại đây. Ngồi đây chứ. Ngồi đây, ngồi đây. Vậy xe đâu, tôi tìm xe chứ. Ngồi làm gì? Ngồi để kết thúc video nè. Thôi cả nhà ơi, là hai nó cài chỉ tới đây thôi bạn ơi. Chỉ mỗi đứa được 6 cái. Cũng quá khủng khiếp rồi. Tôi 6 cái này mới có 5 cái rưỡi rồi. Lần sau là phải là tập gym rồi tập tạ rồi để ăn cho nó tăng cân lên nha. Giờ mốt ăn nhiều vô nha. Làm 30 ổn mì đi quay. Ok ok. Quá nọ rồi, thằng này ngủ luôn rồi các bạn ơi. Được. Vậy nè. Ok, chắc là bây giờ anh em mình sẽ kết thúc video thôi các bạn ơi. Nấu quá. Hay nó ăn cũng được 6 cái nhưng mà giải thưởng thì đi ra xe chứ ơi. Để sẽ giữ lại nha các bạn ơi. Đi ra. Đây là khuyến khích cho thằng 100 ngàn nha, ok. Hạn đi, hạn bữa sau đi quay. Một thằng 100 ngàn đó. Ok. Chia ra, tại vì đây 6 cái. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này của mình. Nếu cảm thấy video hay, bạn để lại một like, một share. Chia sẻ lên Facebook, Zalo để cho nhiều bạn bè các bạn ơi xem hơn nha. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye đi. Bye bye nha.